Hiện trên mạng xã hội đang lan truyền một tin giả với nội dung như sau. Bộ Y tế đã xác nhận đây là tin giả. Mọi thông tin khuyến cáo, cảnh báo của Bộ Y tế tới người dân đều được truyền tải qua các kênh thông tin chính thức của Bộ Y tế, các cơ quan báo chí chính thống và các tin nhắn SMS của các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông.